tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11, 2017. Trà My kính chào quý vị. Chuyên gia nói thuế tài sản để ngăn đầu cơ là chệch hướng. Lạc quan về kinh tế Việt Nam đẩy điểm chứng khoán tăng cao. Tổng thống Mỹ gọi Triều Tiên là chế độ giết người. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Dư luận Việt Nam đang phản ứng không tích cực đối với đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh về thu thuế tài sản. Một chuyên gia ngành tài nguyên môi trường nói, nếu mục đích thu thuế là để ngăn đầu cơ, việc đó không đi đúng hướng. Thành phố đóng vai trò trung tâm kinh tế của Việt Nam hồi tuần trước, đề xuất với Quốc hội về thí điểm đánh thuế tài sản. Đây là một phần trong một đề án lớn hơn về trao cơ chế chính sách đặc thù để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Báo Nhà nước dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ngày 20 tháng 11 nói, đánh thuế tài sản là nhằm chống đầu cơ đất đai. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói với VOA rằng đánh thuế đất đai bất động sản chỉ để ngăn đầu cơ là chưa đúng hướng. Nói rằng là đánh vào để ngăn chặn đầu cơ thì tôi cho rằng mục tiêu nó chưa đúng với lại cái mà chúng ta phải làm đối với lại thuế đánh vào bất động sản. Bởi vì mục tiêu đầu tiên của thuế đánh vào bất động sản là có kinh phí để nâng cấp hạ tầng, nâng cấp đô thị, cái đó mới là chính. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, đề xuất tăng thuế đất sẽ khiến giá nhà đất tăng, tới mức nào đó sẽ làm leo thang chi phí đời sống. Chuỗi ngày tăng của chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp diễn. Khi thị trường đóng cửa hôm 21 tháng 11, chỉ số VN Index đạt 918,3 điểm. Lần gần đây nhất chỉ số này trên 900 điểm là tháng 8 2007. Bloomberg ngày 21 tháng 11 nói chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng gần 10% trong tháng 11, phần nào nhờ các nhà đầu tư nước ngoài đổ xô vào nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, thì ngoài tác động của các nhà đầu tư ngoại, thị trường tăng còn do nhiều người lạc quan về nền kinh tế Việt Nam và theo ông nên mừng trong thận trọng. Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đạt mức trên 900 điểm liên tiếp trong 2 ngày nay, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể là nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong đồng loạt ở tỉnh Bắc Ninh, theo kết luận ban đầu từ Sở Y tế Bắc Ninh công bố chiều ngày 21 tháng 11, được báo chí trong nước trích dẫn. VN Express nói, dựa trên kết quả giám định pháp y, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự cũng đưa ra cùng kết luận là sốc nhiễm khuẩn. Theo video trên YouTube truyền hình Nhân dân, 4 bé sơ sinh được nói là sinh non, mang bệnh bẩm sinh, lần lượt tử vong trong cùng buổi sáng ngày 20 tháng 11 tại Bệnh viện Sản Nhi, Bắc Ninh sau khi được chăm sóc trong lồng ấp và được cho thở máy. Truyền thông nhà nước dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh hôm 21 tháng 11 nói, 4 trẻ này bị nhiễm khuẩn sau 3 tới 5 ngày điều trị tại bệnh viện và nguyên nhân nhiễm khuẩn có thể liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhìn nhận đây là một việc bất thường vì 4 bé sơ sinh chết trong cùng một ngày, cùng một khoa. Báo Người Lao Động cho biết hiện kiếp trực trong ngày 20 tháng 11 bị đình chỉ công tác trong khi điều tra và buồng cách ly bé sơ sinh tại đây cũng đã bị đóng cửa để khử khuẩn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ, nếu để xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn thì lỗi là ở bệnh viện. Có tai biến nghiêm trọng như vậy thì là lỗi hệ thống chứ không phải lỗi cá nhân, bà Phượng nói. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Có thể nói rằng qua ẩm thực, người ta dễ dàng nhận ra phong vị của xứ sở, nhận ra điệu sống cũng như nếp văn hóa vùng miền. Ẩm thực Tây Bắc với các món thắng cốt ngựa, phở lờ, mèn thén hay còn gọi là mèn mén, bánh bột khoai bại màu. Hầu hết các món đều ăn lúc trời lạnh, ăn khi còn nóng. Đời sống Tây Bắc đạm bạc mà phong phú, người dân Tây Bắc chất phác, cần cù và hồn hậu. Điều này cho cảm giác an tâm, yên bình khi bước vào khu ẩm thực chợ phiên hay ghé một quán ven đường để thưởng thức một món ăn vùng cao. Làm từ gạo nếp với lại khoai lang tím. Đây có màu tím này. Mình lăn tròn rồi cho vừng vào ngoài, trong là nhân đỗ. Cái này thì gạo nếp mình ngâm nước ấm ấm xong mình để nó vớt ra để ráo nước rồi mình sát bột.
xong mình nhào với khoai tím thì mình đã làm chín rồi. Cái này thì thường là ở trên Bắc Hà thì bây giờ có rất nhiều bánh này. Tuần nào mình cũng bán ở đây. Bánh này thì rất là ngon. Món bánh khoai chiên được xem là món ăn phổ biến và rẻ nhất của người Mông. Sau đó đến xôi bảy màu, bánh chưng đen làm từ nếp than và các loại mèn mén như bánh mèn mén, bột mèn mén ăn với phở lợn. Đặc biệt, món thắng cố ngựa và phở lợn là hai món ăn chỉ có ở vùng cao Tây Bắc. Phở lợn được rắc thêm ít rau mùi xứ Bắc, ít bột mèn mén, tức bột ngô rang, ủ lên men hoặc ăn với cơm nóng. Cần thì cũng nấu thì bát thì 20, 30, 40. Thì người ta ăn thôi. Bán hàng ngày thì một tuần rồi bán một lần giờ 4-3 giờ sáng là dậy đi làm nấu thức ăn. Đến 6 giờ bắt đầu có khách mà ăn. Đến khoảng 2 giờ chiều là hết là về nhà. Hàng tháng là có 4 tuần, là mỗi tuần là bán 4 ngày. Là thu nhập cũng là trung bình là một ngày một tuần của nó là khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu đến 800 trở lên. Thế thôi. Thu nhập thì nó cũng thấp thôi, không nhiều. Nói chung là một tuần cũng được lãi vài trăm thôi, đủ mình mua gạo ăn. Chỉ có người Tây Bắc hoặc người từ phương xa đến và ngồi trong chợ phiên Tây Bắc mới cảm giác được sự thú vị khi ăn một bát phở lợn hay một bát thắng cố ngựa, suýt xoa vì cái vị cay, nóng và thơm của món ăn. Và chỉ có ngồi trong chợ vùng cao mới cảm nhận được thú vui của cánh mài râu, gọi một bát xương má hàm lợn, một chai rượu ngô, ngồi nhìn mưa lâm thâm, không gian như ngừng lại giữa núi rừng. Em cũng là một khách ở Sapa đến và em thấy cái chợ phiên của Bắc Hà này nó rất là nhiều những cái ẩm thực Tây Bắc, và nhiều hơn với Sapa của em rất là nhiều. Có những cái đồ mà ở Sapa chưa có mà ở đây có từ những cái rất là nhỏ. Ẩm thực Tây Bắc thực sự phong phú khi người ta nói đến các món chiên từ bột ngô, bột khoai, bột sắn, món nấu từ các loại thực phẩm do chính người thiểu số Tây Bắc nuôi trồng. Nếu như cộng thêm món xúc xích nướng hay lạp xưởng nướng, cơm lam, nó trở thành một loại ẩm thực chung chung, không còn dấu vết vùng miền. Nói đến đặc trưng ẩm thực Tây Bắc, phải nhắc đến món ăn truyền thống của người Mông, người Dao, người Thái, người Nùng, bởi mỗi món ăn như một nét vẽ, làm nên bức tranh ẩm thực Tây Bắc. Những tháng cuối năm này ở miền Nam có rất nhiều hội chợ về nông nghiệp được mở ra tại nhiều địa phương. Các chủ doanh nghiệp tư nhân ngành hàng nông sản gần như luôn có mặt tham gia. Họ nói rằng trước việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ đang tràn ngập thị trường thì cần có nhiều kênh quảng bá hàng hóa Việt đến với công chúng, bởi hàng Việt hôm nay phát triển đa dạng lắm. Bà Lại Thị Bích chia sẻ. Cái hội tiêu ngũ sắc này ra đời đó là từ cái sáng chế của mình. Mình sáng chế ra cái chiếc máy để mình sấy là lưu giữ lại cái năm màu tự nhiên của hạt tiêu. Và năm màu tự nhiên này thì nó đã có sẵn ở trên cái buồng tiêu rồi. Bây giờ cái giá trị ở đây là mình chỉ sấy để giữ lại năm cái màu tiêu này một cách hoàn hảo hơn. Và tất cả những cái sản phẩm này đó thì khi mà đưa vào buồng sấy thì buộc là phải được trồng theo một cái quy trình nghiêm ngặt hơn, đó là không được có cái thuốc kích thích và cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong đó. Cái nhu cầu của thế giới quá lớn cho cái sản phẩm này. Họ cũng đặt nhiều cái vấn đề để họ mua, họ xuất khẩu. Nhưng mà mình thì chưa làm được hết cái trách nhiệm là mang đến cho cái người tiêu dùng đang cái nhu cầu quá lớn. Đó là cái thị trường quốc tế. Còn cái thị trường nội địa thì mình đang dần từng bước để mình cho người tiêu dùng thấy rằng là cái hạt tiêu của Việt Nam mình nó có những cái giá trị vượt trội so với những cái giá trị khác. Còn đây là những mặt hàng mà nhiều chủ sạp nông sản ở các chợ đầu mối nói rằng đang hút thị trường, bởi đó là nông sản sạch, không chất kích thích tăng trưởng, không bị ướp chất bảo quản như nhóm hàng nhập về từ Trung Quốc qua các cửa khẩu miền Bắc Việt Nam. Minh bạch xuất xứ và bày bán tại các hội chợ do chính quyền tổ chức như vậy giúp người dân an tâm chọn mua, nguồn giống như lời ông Huỳnh Văn Dũng cũng tuyển lựa thích hợp. Với mình thì cơ sở mình thì nó là một cái làng nghề. Từ chỗ đó là nó phối hợp với mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. Thành ra là mình là liên kết để là tạo những cái mô hình là tháp ghép chuyển đổi giống cây trồng mới. Như hạn như mẫu mã, đối với vùng sâu mình sẽ ghép mẫu mã như thế nào, đối với vùng cao mình ghép như thế nào, đối với vùng đồi nó hay là vùng đồng bằng sông Cửu Long mình sẽ ghép cách ghép như thế nào để nó phù hợp với vùng đất đó để cho bà con nông dân trồng hiệu quả kinh tế cao hơn. Thế nhưng hàng hóa nông sản sạch như vậy vẫn trong giai đoạn khởi nghiệp, bà Đinh Thị Minh Quang nói.
Bởi vì Việt Nam mình có nhiều siêu thị, nhưng mà đa số thấy hàng nước ngoài rất nhiều. Chưa thấy hết hàng Việt Nam mà chất lượng, có thực phẩm an toàn mà để phục vụ cho người tiêu dùng cũng như để tham gia xuất khẩu, thì chúng ta nên phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trên thực tế, người dân chỉ dễ dàng mua những nông sản sạch không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản các sản phẩm này tại những kỳ hội chợ triển lãm. Người ta cũng có thể tìm mua tại các siêu thị. Tuy nhiên, theo nghĩa buôn bán đại trà thì đến nay vẫn còn chờ đợi những chính sách quản lý thích ứng từ nhà chức trách. Và ngay bây giờ là bản tin quốc tế. Hàn Quốc và Nhật Bản hoan nghênh việc Hoa Kỳ tái chỉ định Triều Tiên là nước tài trợ cho khủng bố nhằm tạo thêm áp lực về tài chính và ngoại giao đối với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 21 tháng 11 cho biết, Seoul xem quyết định này như là một phần trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm đưa Triều Tiên vào con đường phi hạt nhân hóa. Chính phủ Hàn Quốc tin rằng hành động của Mỹ là một phần của nỗ lực quốc tế phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng áp lực và chế tài mạnh mẽ, và tin rằng điều đó sẽ giúp ích trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình. Tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng 11 gọi chính phủ Bình Nhưỡng là chế độ giết người. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 11 chính thức công bố tái chỉ định Triều Tiên vào danh sách các nhà nước tài trợ khủng bố cùng với Iran, Syria và Sudan. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết các biện pháp trừng phạt đang áp dụng đối với Triều Tiên đang có hiệu lực và hiện vẫn còn hy vọng cho nỗ lực ngoại giao. Cùng ngày 21 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ loan báo áp đặt trừng phạt lên một người Trung Quốc và 13 tổ chức, trong đó có 4 công ty giao dịch Trung Quốc cùng 20 chiếc tàu để áp lực Triều Tiên về chương trình phi đạn và vũ khí hạt nhân của họ. Tòa Bạch Ốc tuần này yêu cầu Tòa án tối cao cho thi hành đầy đủ lệnh cấm du hành mới nhất của Tổng thống Donald Trump sau khi một tòa phúc thẩm ở bang California hồi tuần trước ra phán quyết cho thực thi chỉ một phần của lệnh cấm này. Một ủy ban gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 ở San Francisco, California, hôm 13 tháng 11 cho phép thi hành một phần lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump, phán rằng chính phủ Mỹ có quyền cấm nhập cảnh những người đến từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo mà không có bất cứ quan hệ nào tại Mỹ. Lệnh cấm của ông Trump ban hành ngày 24 tháng 9, thay thế 2 phiên bản trước đó đã bị các tòa án liên bang cản trở. Với phán quyết mới của Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ, lệnh cấm của ông Trump sẽ được áp dụng đối với những người không có mối liên hệ nào tại Mỹ, đến từ Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad. Hồ sơ kháng cáo mà chính quyền Tổng thống Trump đệ lên tòa án tối cao lập luận rằng lệnh cấm du hành mới nhất khác với các lệnh cấm trước, cả về quy trình lẫn nội dung, cho thấy dựa trên các mục tiêu an ninh quốc gia và đối ngoại, không phải do động cơ tôn giáo. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chức hôm 21 tháng 11, một tuần sau khi quân đội và các đồng minh chính trị của ông hành động chống lại ông, kết thúc chế độ cai trị kéo dài 4 thập kỷ của nhân vật, từ một anh hùng của nền độc lập quốc gia, trở thành một lãnh tụ độc tài tiêu biểu ở châu Phi. Vị Tổng thống 93 tuổi cố bám trụ được thêm một tuần sau khi quân đội tiếp quản chính quyền và trục xuất ông ra khỏi đảng cầm quyền ZANU-PF. Nhưng ông Mugabe từ chức không lâu sau khi quốc hội bắt đầu tiến trình luận tội, hình thức hợp pháp duy nhất để truất phế ông. Dân chúng nhảy múa và bấm còi xe reo mừng trên các đường phố của thủ đô Harare khi biết tin thời đại của ông Mugabe đã kết thúc. Ông là người đã lãnh đạo Zimbabwe từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1980. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế. Chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Ngày lễ tạ ơn Hoa Kỳ diễn ra vào thứ Năm tuần này. Cuối tuần qua, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ đã tổ chức chương trình tạ ơn và tặng gà Tây cho đồng bào cộng đồng người Việt tại Virginia và khu vực lân cận như Washington DC và Maryland. Đây là một cơ hội để cho mọi người ngồi lại với nhau, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc cả về tình cảm lẫn vật chất cho những gia đình còn khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống trên đất Mỹ. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của VOA Việt ngữ. Theo truyền thống, trong ngày lễ tạ ơn, bữa cơm thân mật với đầy đủ các thành viên trong gia đình là điều đặc biệt quan trọng. Vì thế mà dịp lễ tạ ơn năm nay cũng như mọi năm,
Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ tiếp tục tổ chức bữa cơm dành cho tất cả các gia đình người Việt sinh sống ở Virginia và các khu vực lân cận. Tất nhiên đồ ăn thức uống chỉ là phụ, mà khi tham gia vào hoạt động này, mọi người có dịp hiếm hoi trong năm gặp mặt đầy đủ và được ngồi bên người thân, bạn bè trong một ngày cuối tuần trời đã trở lạnh. Cô đi vượt biên thì đến bằng hai tay trắng, rồi được nhiều cái sự giúp đỡ cách này cách khác. Thành ra khi mà chúng ta ổn định cuộc sống ở đây thì có một cái cơ hội để có thể bày tỏ lại cái sự chăm sóc cho nhau, cho người khác vậy đó. Tuy rằng tôi vẫn khó khăn, nhưng mà nói lên tiếng nói là tôi rất sung sướng, rất được hạnh phúc, được Chúa Trời ban cho, có sự sống ngày hôm nay và tất cả mọi cộng đồng người Việt để đến đây và chia sẻ. Sau bữa cơm chung giữa các gia đình, những người đến tham dự đều được nhận quà gà Tây theo truyền thống ngày lễ tạ ơn trên đất Mỹ. Tất cả số gà được đem ra làm quà dịp này là từ tiền đóng góp của những cá nhân hảo tâm và thành đạt trong cộng đồng. Tuy giá trị kinh tế không phải là nhiều, nhưng rõ ràng những món quà này thể hiện sự quan tâm, động viên của những người đã ổn định đối với những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống ở quê hương mới. Quý vị hiện ngày hôm nay thấy có chúng tôi phát quà cho một số đồng hương của chúng ta về gà Tây. Đây là việc làm mà Hội Thánh muốn để làm để giúp cho quý đồng hương có một mùa lễ tạ ơn, có một bữa ăn là Thanksgiving với gia đình và bạn bè. Vào thời điểm này, thời tiết tại Washington DC cũng như Virginia và những vùng lân cận đã khá lạnh. Mùa đông có vẻ đã đến sớm hơn mọi năm. Nhưng với những hoạt động như thế này, cộng đồng người Việt sinh sống tại đây luôn cảm thấy ấm áp trong ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Được tổ chức vào thứ năm tuần lễ thứ tư của tháng 11, lễ tạ ơn thường là dịp sum họp gia đình, là dịp tri ân, đặc biệt là đối với di dân. Đây là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với nước Mỹ đã cứu mang họ. Lễ tạ ơn bắt nguồn từ năm 1621 khi các di dân châu Âu tổ chức ăn mừng một mùa thu hoạch thành công và mời người Mỹ bản địa tới dự để cảm ơn vì đã dạy họ cách trồng trọt để sinh tồn. Từ khi được chỉ định là quốc lễ vào năm 1863, lễ tạ ơn đã trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất ở Mỹ. Theo người đứng đầu Hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc, có nhiều giai thoại về xuất xứ của truyền thống phóng sinh gà Tây vào lễ tạ ơn mà một vài trong số đó khởi thủy từ đời Tổng thống Abraham Lincoln trong thời nội chiến. Ông ấy có người con trai tên là Ted. Ted nói đùa với Tổng thống Lincoln rằng con gà Tây mà chú cưng đã dạo quanh các phòng phiếu năm 1864. Ông Lincoln hỏi lý do, phải chăng con gà cưng của Ted tới đó để bỏ phiếu? Và Ted trả lời rằng không, con gà cưng của chú còn nhỏ, chưa biết bỏ phiếu. Thế nên Tổng thống Lincoln đã phóng sinh con gà đó để nó khỏi bị làm thịt cho thực đơn lễ tạ ơn. Khi làm Tổng thống vào những năm 1940, ông Harry Truman bắt đầu phóng sinh gà Tây trong lễ tạ ơn. Gần 20 năm sau, trong một dịp được lưu chép cẩn thận, Tổng thống John Frank Kennedy đã quyết định phóng sinh cho chú gà Tây được đưa tới Tòa Bạch Ốc để lên bàn tiệc tại lễ tạ ơn. Ông Kennedy bảo, tôi sẽ phóng sinh con gà này để cho nó được phát triển. Chúng ta biết rằng Tổng thống John F. Kennedy chắc chắn là người bắt đầu tập tục này và truyền thống đó được tiếp nối, có lúc không đều đặn. Tòa Bạch Ốc tiếp nhận các con gà Tây để Tổng thống phóng sinh với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Gà Tây Quốc gia. Theo tôi, có lẽ Tòa Bạch Ốc chính thức tiếp nhận gà Tây kể từ đời Tổng thống Harry Truman. Thời ông Truman là lần đầu tiên có một buổi lễ công khai. Những con gà Tây được phóng sinh từ Tòa Bạch Ốc thường được đưa về các vườn thú cưng lân cận. Còn những con gà Tây trong thực đơn của Tổng thống là từ tiền túi của chính Tổng thống và được chế biến theo khẩu vị của Tổng thống và gia đình ông. Hãy chuẩn bị tinh thần, quý vị có thể ngạc nhiên mà cũng có thể kinh hãi. Các kỹ sư của Zurich vừa chế tạo thành công con robot 4 chân, một ngày nào đó có thể thay thế con người thực hiện các việc nguy hiểm. Robot cũng được trang bị máy ảnh nhiệt, có nghĩa là sẽ có ngày animal có khả năng theo dõi chúng ta. Đây là
Anemo, một con robot 4 chân có thể bấm và đi thang máy. Nhưng nó cũng không ngần ngại đi cầu thang để điều hướng trong các khu công nghiệp. Lợi thế lớn nhất của hệ thống 4 chân là có thể đi vững, nghĩa là di chuyển từng chân một, nên robot luôn ổn định. Vì vậy có thể tắt tất cả các động cơ mà nó vẫn không bị ngã. Trường hợp này có thể được áp dụng trong một tình huống nguy kịch, khi bạn ở một địa hình mà không biết có chướng ngại vật hay gì khác không. Robot này được tạo ra từ công ty Thụy Sĩ tên là Anibotics. Họ hy vọng sẽ đưa nó vào thị trường thương mại. Robot di chuyển bằng cách sử dụng hệ thống dẫn hướng bằng laser và vẽ đường đi và giúp tránh chướng ngại vật. Robot cũng có thể di chuyển năng động một cách ổn định. Hệ thống tự động cân bằng trên từng bước đi và di chuyển vài chân một lúc. Và bạn thậm chí còn có thể làm như tôi, đẩy hoặc kéo nó sang một bên hay đặt một cái gì đó dưới chân nó. Robot cảm nhận được và do đó lên kế hoạch bước hướng nào và làm sao để giải quyết vấn đề trở ngại. Các cảm biến phát hiện khí đốt khiến cho Anemo trở thành một trợ thủ đắc lực cho công tác ở các giếng dầu khí và trong các hầm mỏ. Hệ thống 4 chân ổn định của nó một ngày nào đó thậm chí còn có thể giúp tìm kiếm cứu hộ. Máy ảnh cảm nhiệt giúp robot có ích cho hoạt động giám sát cơ bản, nên một ngày nào đó Anemo có thể thấy bạn theo dõi nó. Hãy hy vọng rằng con robot này hoàn toàn thân thiện. Ô nhiễm môi trường từ không khí cho tới nước bẩn giết chết ít nhất 9 triệu người mỗi năm, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Hai doanh nhân từ Georgia đã phát minh ra một bộ lọc đeo vào người mà họ nói là có thể sản xuất ra không khí trong lành, sạch sẽ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Không có cách tránh được khí CO2, ozone và các chất gây ô nhiễm khác thải ra từ các ống xả trong các thành phố lớn, gây nguy hại cho người đi bộ và đi xe đạp. Nhưng một bộ lọc không khí mới đeo được có thể thay đổi điều đó. Hãy tưởng tượng trong khi đi xe đạp, thay vì hít phải không khí độc hại, ô nhiễm, bạn có thể sử dụng thiết bị Tripex để hít thở không khí mát mẻ trong lành. Hoặc khi đi bộ trên đường, bạn không còn phải lo lắng về nguy cơ cho sức khỏe khi hít thở. Sử dụng Tripex và đảm bảo rằng bạn có khí sạch trong phổi. Bacho Kachidze và Lasha Kavantaliani đã phát minh ra Tripex để đối phó với nguy cơ tình trạng ô nhiễm không khí gây ra cho người dân. Ông Kavantaliani cho biết lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên và từ cách quá trình quang hợp chuyển đổi carbon dioxide thành oxy. Chúng tôi là những người yêu cây cỏ và các quá trình diễn ra bên trong thân cây rất phức tạp, cho nên chúng tôi cố gắng sao chép quá trình này, cách cây làm sạch không khí và hấp thụ các khoáng chất khác nhau. Chìa khóa giải mã quá trình này là một chiếc hộp có thể tháo lắp và video quảng cáo cho thấy thiết bị hoạt động như thế nào. Đây là một ý tưởng hay, theo nhà giải phẫu học về phổi Lisa Godazespreli. Chúng ta vẫn chưa biết kết quả lâu dài của thiết bị này. Có lẽ nó cần được nghiên cứu tỉ mỉ trong thời gian dài. Nhưng dù sao, ý tưởng này cũng rất hay. Một nhược điểm của Tripex là khi sử dụng thiết bị, ta không thể nói chuyện được. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is fishing around from the film The Book of Love. It tells the story of a man who helps a girl. She wants to build a boat to sail across the ocean to find her father. Listen for the term fishing around. Have you seen that girl who's been fishing around in our trash? Uh-huh. Have you seen her? Can you help her? Hey! Don't you know no better than to be sneaking up on people? So, what is the meaning of fishing around? Is it searching for something or looking for fish? Listen again. Did you have the right answer? Have you seen that girl who's been fishing around in our trash? Uh-huh. Have you seen her? Can you help her? Hey! Don't you know no better than to be sneaking up on people?
fishing around means searching for something. In the movie, the woman said the girl might need help because she was fishing around looking for something in the trash. Examining things people throw away is not normal behavior. So when you are fishing around, you are looking for something you cannot find right away. And that is English at the Movies. I'm Anne Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. Kaveh, what is the cone factor in the following sentences? I love snow. The cookie tastes good. Do you know the answer? I think that all the sentences are using a stative verb. That's right, but do you know why? Yes, let me explain. A stative verb expresses a state rather than an action. Common stative verbs describe thoughts, emotions, senses, state of being, and measurements. Stative verbs are used in their simple form and are not usually used in the progressive tense. In the sentences, the cookie tastes good, I love snow, and do you know the answer? The stative verbs are taste, love, and know. They are all used in a simple form and express a state rather than an action. Yes, you wouldn't say the food is tasting good or I am loving snow. These sentences are using progressive verbs, and English speakers generally use the progressive tense when the verb describes a continuing action. There's a popular advertising slogan that you might recognize. I'm loving it. This is an example of a progressive tense with a stative verb. It bends the rules of traditional grammar. I would not recommend writing it on your next English grammar test. And that's Everyday Grammar. Welcome to English in a Minute. A target is something you want to hit, like when you shoot a bow and arrow. Moving target. Are Jonathan and Anna having target practice? Last month, the boss said the first person to get 100 new customers would get a $1,000 bonus. And now he tells us we need to get 200 before getting the bonus money. It's just not fair. With him, it is always a moving target. A target is something you want to hit, or a goal you want to reach. So a moving target is a goal that keeps changing. Some people use this trick to make a goal harder or even impossible to reach. It's really hard to hit a target if it's always moving. And that's English in a Minute. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.